cho phép đoàn chương trình xin được chúc cho đoàn yêu thương hoa viên hôm nay thành một tháng đặc biệt thành công. Cũng được quý vị khán giả chúng ta luôn yêu thương và ủng hộ cho đoàn, mọi người xin được cảm ơn rất là nhiều. Vô dạ rồi, kính thưa tất cả quý vị, cảm ơn tất cả các anh chị em đến từ cánh hát lô tô Hương Nam đã gửi những cái giây phút vui tươi cho tất cả quý vị. Và quý vị khi mua những tấm vé 20.000 đồng, quý vị sẽ được tặng thêm một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng cho buổi tối ngày hôm nay. Và con mình lưu lại và giữ lại cho buổi tối ngày hôm nay giúp em quý vị mình ha. Và bây giờ thì đến với dòng loại tiếp theo, anh chị ý sẽ được mặn phép được mời người đẹp Cúc Mi và hai thành viên đến từ đoàn lô tô Tư Hậu sẽ có phục vụ dòng loại này cho tất cả quý vị mình ha. Ok, đợi chị chút xíu. Rồi, lên đây giúp mình chị ha, ba cục vàng đó. Dạ rồi, kính thưa tất cả quý vị, dòng loại này chúng em sẽ sổ luôn cho tất cả quý vị. Và dòng loại sau chúng ta sẽ đến với một tiết mục phụng cúng dâng lên cho tổ nghề tử nghiệp những mâm vàng đến từ tất cả các anh chị em nghệ nhân muốn bóng rổi quý vị mình nha. Rồi, mời Cúc Mi. Alo. Dạ, nói tiên xin quý vị về đây, kính thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay một lần thì chào là một lời chào rất là trân trọng nhất ạ. Là rất đầu tiên cho phép Khải Duy cũng như là người đẹp Ánh Mi thay mặt cho bổ đoàn Lotus Show Tư Hậu được ngày hôm nay được lời mời của chị Như Ý đến đây cùng giao lưu với đoàn cũng như là dâng hương lên cho tổ, thì kính chúc quý khán giả mình có mặt tại sân khấu với đoàn Lotus Hương Việt ngày hôm nay một đêm thật là may mắn và nhiều hạnh phúc. Đó quý vị ơi, giờ hiện tại đang phục vụ của chú anh chị là buổi tặng vé là 20.000 đồng, quý vị sẽ sở hữu với phiếu mua sắm mua hàng trị giá là 1.000.000 đồng. Dạ quý vị nào chưa có vé thì bây giờ cánh tay giùm em nha quý vị ơi. Dạ hôm nay rất là đông ha, dạ mình đến đây chơi với tụi em và ủng hộ tụi em những tặng vé nha quý vị ơi. Có quý vị nào đã có vé rồi không có sân khấu chuẩn bị Số ba gì đây, yêu là yêu ơi.
Bà kỳ cục đó, bà già rồi, bà kỳ quá à. Rồi, nó xe đi.
Rồi, em xin giới thiệu. Rồi, cho chơi đẹp nè.
không? Chơi bóng đi. Ờ chơi bóng đi. 40 giây. Thì đừng có chơi có về nhà con số 40 có bầu xuống nhầm đọc cả quý vị con sẽ mời 5 bé đi kiểm tra lại nha. Mời em ạ. Một lần nữa thì cảm ơn người đẹp Quốc Nguyên đến từ đoàn Lotto Sài Gòn Thân Thời. Và người đẹp cả Duy dạ cũng như là người đẹp Ái Mi đến từ đoàn Lotto Tư Hậu. Và chắc hẳn là một chút xíu này sẽ có rất là nhiều ca nghệ sĩ đến đây. Và đặc biệt thì chúng ta đang chào đón trong sân khấu và bộ ngôi sao ca nhà năm ca sĩ Cư Vàng đã có mặt tại sân khấu được quý vị mình ha. Đây là kính chào tất cả quý vị mà. Và bây giờ thì trong đại này đã có một vị chúng nhân may mắn đạt giải con số chỉ điểm tuyên quang 40 chỉ điểm tuyên quang có 160 60 câu 2 36 có bằng số 6 số 6 là hợp lệ. Dạ nói chuyện với mình thành cái gì nhá. Dạ bây giờ thì như ý sẽ ra mặt cho đoàn đội tôi.